lướt Google Earth, vô tình phát hiện căn cứ bí ẩn nghi của người ngoài hành tinh. Theo Daily Star, người dùng 333 cho biết, anh phát hiện ra cấu trúc bí ẩn trông giống như một trung tâm áp của người ngoài hành tinh trên một hòn đảo phủ đầy băng giá ở Bắc Cực khi đang xem Google Earth. Đặc biệt, trong cấu trúc kỳ lạ này còn có ba vật thể hình cầu màu trắng giống hệt áp TAC nổi tiếng mà các phi công hải quân Mỹ từng chạm trán. Ba vật thể hình cầu màu trắng này đang kết nối với một lõi hình tam giác ở trung tâm, khiến tổng thể chúng giống như một trung tâm sạc nhiên liệu cho Apple. Loại hình tam giác ước tính có chiều dài khoảng 100 mét, còn những quả cầu màu trắng xung quanh dài khoảng 40 mét và rộng 20 mét. Những vật thể hình cầu khiến tôi liên tưởng đến áp ô từng được Hải quân Mỹ nhìn thấy. Chúng có hình dạng giống nhau và có màu trắng. Điều này khiến tôi nhớ đến những áp ô được các phi công Hải quân Mỹ phát hiện. Liệu đây có phải là nơi để áp ô hạ cánh và sạc nhiên liệu không? 333 chia sẻ trên kênh YouTube của mình. Người này cũng cho rằng loại hình tam giác có thể là một loại máy bay mới chưa từng được biết tới còn cấu trúc hình cầu màu trắng là thành phần sạc hoặc ngược lại. Tuy nhiên, một số người xem YouTube bình luận rằng, đây có thể là căn cứ không quân của Nga được gọi là căn cứ chép hoi bắc cực ở quần đảo phơ danh Joseph Cấu trúc hình tam giác được xây dựng trên những cây cọc ngăn cách với mặt băng để giúp chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt ở Bắc Cực. Ngoài ra, cấu trúc này có thể chứa 150 nhân viên trong các chuyến công tác kéo dài 18 tháng. Theo một báo cáo năm 2017 của BBC về căn cứ không quân của Nga ở Bắc Cực cho biết,